bắt đối tượng có liên quan tổ chức phản động lưu vong. Thưa quý vị, bà Phan Thị Thanh Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến tổ chức phản động lưu vong. Ngày 17 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thanh Nhã, sinh năm 1984, ngụ ấp Phú Hòa, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, từ cuối năm 2018, bà Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước có nội dung chống nhà nước Việt Nam, đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đến cuối năm 2019, bà Nhã nhiều lần xin tham gia tổ chức phản động lưu vong, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và được đồng ý. Sau khi tham gia, bà Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải, chia sẻ 25 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Tháng 4 năm 2022, Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Công an Tiền Giang đã nhiều lần giáo dục, nhưng bà Nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức, chống đối. Vì vậy, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thanh Nhã, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng. Lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Phan Thị Thanh Nhã và liên quan đến tổ chức phản động lưu vong, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cán bộ địa chính nhận tiền, hứa lèo làm sổ đỏ cho dân. Thưa quý vị, lạm dụng vị trí là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa, Lê Văn Khang đã nhận tiền, hứa làm sổ đỏ cho dân nhưng không thực hiện được. Sáng ngày 17 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Khang, sinh năm 1987, nguyên là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2021, Lê Văn Khang đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khang đã không thực hiện cam kết đó. Bước đầu qua xác minh, một số thửa đất mà Khang hứa hẹn với người dân không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh ban đầu, xác định Lê Văn Khang đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của các hộ dân trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra. Một chủ tịch phường bị bắt vì bảo kê nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. Thưa quý vị, ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến bảo kê nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, Công an thành phố Cẩm Phả vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung, để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến bảo kê nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. Theo đó, liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm vịnh Bái Tử Long để nuôi trồng thủy sản trái phép, cuối tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, bắt tạm giam 6 cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả về tội nhận hối lộ. Mở rộng điều tra vụ án trên, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Công Thọ cùng với tội danh trên. Như báo chí đã đưa tin, từ tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đến nay, đã thực hiện tháo dỡ, di rời 56 trên 77 hộ. Trong đó di rời 100% là 22 hộ, di rời một phần là 34 hộ. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của thành phố Cẩm Phả đã phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm trên, nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Cuối tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, bắt tạm giam 6 cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả về tội nhận hối lộ. Khám xét khẩn cấp phòng đăng kiểm tàu cá, chi cục thủy sản Đà Nẵng. Thưa quý vị, đêm ngày 16 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét nơi làm việc, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 người liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa. Cụ thể, các ông Nguyễn CH, sinh năm 1968,
Huỳnh Văn L, sinh năm 1968, cùng chú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ngô Hát, sinh năm 1964, chú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, và ông Lê Văn L, sinh năm 1974, chú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, bị tạm giữ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai ông Ngô Hát và Lê Văn L là đăng kiểm viên của Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng. Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp phòng đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản ở đường Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn thành phố thời gian qua để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, tháng 2 năm 2022, vì muốn nâng khống công suất máy, hoán cải tàu cá mang số hiệu DNA90800TS có công suất 300 CV lên 450 CV để được nâng mức hỗ trợ từ 55 triệu đồng một chuyến biển lên 75 triệu đồng một chuyến biển theo quyết định số 48/2010/QĐ-TTg. Ông CH liên hệ với Huỳnh Văn L đặt vấn đề nhờ làm hồ sơ, thủ tục nâng khống và được đồng ý với tổng chi phí 25 triệu đồng. Sau đó, ông Huỳnh Văn L liên hệ ông Nguyễn Văn Quy, chú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, đặt mua khống một bộ hồ sơ của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh giá 10 triệu đồng. Công ty này không nằm trong danh sách các tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện giám định máy móc đã qua sử dụng. Sau khi có được hồ sơ khống trong tay, Huỳnh Văn L đưa tem máy cho ông CH để gắn đục lại số máy cũ thành số máy mới là 10123, công suất 450 CV. Còn Huỳnh Văn L liên hệ với Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng để làm hồ sơ hoán cải, thay máy mới cho tàu DNA90800TS của CH. Hồ sơ hoán cải, giám sát thi công và đề xuất cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá DNA90800TS do hai đăng kiểm viên của Chi cục Thủy sản là ông Ngô Hát và Lê Văn L thực hiện. Quá trình thực hiện, hai đăng kiểm viên này không phát hiện chứng thư giám định của tàu DNA90800TS là không đúng quy định, đồng thời tự ý bỏ qua một số công đoạn kiểm tra, giám sát theo quy trình. Thậm chí tất cả các biên bản kiểm tra kỹ thuật, thử máy thực tế đều được tự lập và ký khống. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, cả hai ký đề xuất lãnh đạo Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng ký ban hành giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật trên tàu cá đối với tàu DNA90800TS cho ông CH. Từ thời điểm đó đến nay, tàu DNA90800TS đã đi 4 chuyến biển, nhận hỗ trợ 75 triệu đồng một chuyến, tổng cộng nhận hỗ trợ 300 triệu đồng, trong đó có 80 triệu đồng là tiền chênh lệch do nâng khống công suất tàu cá nói trên. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.